tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliette Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Những bến bờ sông Kodima. Hôm sau, khi người bắt thư của trạm và người đánh xe được Rashid giúp đỡ, Jason và Greg nâng chiếc xe Kibika lên phà để cho nó vượt qua sông Kadima với các lữ khách. Từng người có thể nhận ra rằng đôi ma của anh chàng Barry có dấu vết bị cào câu còn mơi, và cậu dường như có tâm trạng vô cùng bực dọc. Tôi tự hỏi, Sullivan thì thào vào tai Marianne, liệu Rashid của chúng ta khi xong chuyện có phải coi chuyện làm cha sư là nghiêm túc hơn cậu ta muốn chấp nhận không? Thiếu phụ không nén được nụ cười. Ông nghĩ vậy à? Rằng cậu thử thực thi quyền làm chồng và bị đoan tiêu rất tệ sao? Tôi dám đặt tay mình vào lửa, chúng ta có thể hiểu chuyện đó. Giả lại cô ta đẹp, cô gái đó. Ông thấy vậy sao? Marianne nói ở đầu môi. Chùa tôi phải. Đôi với người có khuynh hướng thích sự quan giả, nhưng dĩ nhiên cô ta không đặc biệt thích nghi. Thật vậy, mặc lại trang phục bình thường, gồm một kép váy rộng và áo sơ mi đỏ sặc sỡ một cách mang sợ. Trên đó cô quấn khăn sang đen lớn. Shankala có vẻ bi hiểm hơn và quan giả hơn hôm trước trong chiếc áo sơ mi rách, quàng chặt theo kiểu tấm chọn La Mã trong mơ len tăng tóc. Tóc cô ta buông xuống hai bên đầu thành hai bím dày. Cô ta đứng tách biệt với mọi người. Ở mũi phà, một gói tròn thắt bằng miếng vải đỏ đặt gần đôi chân trần. Cô nhìn bờ đối diện đang đến gần. Ánh mắt ngoan cố của cô ta từ chối nhìn lần cuối cái làng mà cô ta rời bỏ. Có lẽ mãi mãi gần như sờ được vượt qua khẩn trương. Đó là một phản ứng dễ hiểu, nhất là lúc nãy trước khi lên tàu, người đàn bà nhổ xuống mảnh đất mà cô ta từ bỏ với vẻ giận dữ của một con mèo hoang, rồi chìa hai ngón tay thành hình đinh ba về phía những ngôi nhà bình lặng, trăng trong ánh mặt trời mọc, ném vào ngọn gió nhẹ buổi sáng vài lời khàn khàn, dữ dội như những lời chửi rủa, và có lẽ một lời nguyền rủa, vì cô ta trút nỗi hận thù vào đó. Và Marianne nghĩ rằng nàng sẽ sung sướng và nhẹ nhõm với những lời tuyên đoán của Sullivan, xác định liệu người mới đến có bỏ họ nhanh không. Vượt qua xong, Sullivan trả tiền cho người đưa phà và mỗi người ngồi vào chỗ mình trong xe. Nhưng khi Rashid nắm tay Shankala để đưa cô ta lên ghế, giữa cậu và người đánh xe, người phụ nữ cùng với một cử chỉ giận dữ như hôm trước, giật tay cậu ra và nhanh nhẹn trèo lên dưới tấm vải bạc. Cô ta ngồi xổm dưới đất gần chân xa sông và nhìn anh rất lâu với nụ cười mà ai cũng hiểu lời mời gọi của nó. Bộ không thể nào, Maria rên rỉ bằng một giọng rung lên và giận dữ, làm cho người đàn bà này hiểu rằng không phải cô ta làm trời làm đất ở đây sao. Em đồng ý với phu nhân, Rashid nói theo, và em rất muốn tống cô ta xuống sông để dứt khỏi của nợ này một lần cho xong. Em bắt đầu hiểu người chồng và bà mẹ chồng. Bình tĩnh, xa sông nói, chỉ cần biết xử sự. Điềm tĩnh nhưng cương quyết, anh cúi xuống, nắm cánh tay người đàn bà không cần biết cái nhìn đầy nọc độc của cô ta về phía Marianne. Anh buộc cô ta ngồi lên ghế. Vậy đó, anh kết luận, bây giờ mọi chuyện đều đâu vào đó. Nói với người đánh xe rằng anh ta có thể đi, Rashid. Với một tiếng thét từ cổ họng, người đó lao giúp đàn ngựa và cỗ xe tiếp tục lên đường về hướng Bắc. Trên con đường mới cài xới hôm trước bởi những con ngựa của đội quân Cossack, trong suốt nhiều ngày và nhiều tuần, những người trong xe Kibika theo đuổi lộ trình, những trạm dừng không đi chệch con đường bắc bộ qua Uman, Kiev, Bryansk và Moscow dẫn họ đến St. Petersburg. Thật sự con đường có thể ngắn hơn nhiều nếu đi qua Smolensk, nhưng khi họ đến Kiev vinh quang, thành phố cổ kính dương giả ở đó nước Nga thần thánh coi là cái nôi của mình, các lữ khách thấy thành phố đang biến động lớn. Các nhà thờ tràn ngập rền vang như tiếng gầm thét của lời nguyện cầu của công chúng, trong khi trước các tượng thánh lóe sáng những bụi nến thật sự. Là do những tin tức vừa mang đến trên bàn đạp ngựa vào thành phố thánh thiện này, do những người đưa tin mệt lã rất nghiêm trọng, vài ngày trước các đội quân của tướng Barclay de Tolly bị tấn công trước Smolensk đã bỏ thành phố và châm lửa, thành phố Borysthen
một trong những nơi cao của đế quốc bị tàn phá quá nữa, đã ở trong tay quân đội vĩ đại của Napoleon. Đám đông chiến binh mênh mông hùng mạnh có 400.000 người nói nhiều thứ tiếng. Vì những người Württemberg, người Bavaria, người Đan Mạch sát cánh bên cạnh những người Áo của Schwarzenberg, các đội quân liên bang Sauron và quân Ý của hoàng thân Eugen. Và Kiev, thành phố sùng đạo, thành phố của thánh Vladimir khóc than những người đã khuất, cầu xin trời cao trừng phạt những kẻ mang rợ dám giày xéo mảnh đất thiêng liêng. Tin tức đã lan xa giữa Sason và Marian. Một cuộc cãi giả, Napoleon chiếm Smolensk làm thiếu phụ rất vui mừng, nhờ vậy không thấy lý do nào để đi về hướng Moscow. Vì người Pháp chiếm giữ Smolensk, nàng nói, chúng ta có đỡ tốn thời gian và đi thẳng đến St. Petersburg, chúng ta cũng có sự giúp đỡ và... Câu trả lời của Sason thật khô khan và quả quyết, sự giúp đỡ cho phu nhân Stettin, điều đó làm anh ngạc nhiên đấy. Trừ ra em muốn Napoleon nhận ra em, nhưng anh không muốn bằng bất cứ giá nào có chuyện với ông ta. Chúng ta đã quyết định đi qua Moscow thì chúng ta sẽ đi qua Moscow. Có lẽ ngài sẽ đến Moscow trước chúng ta, nàng kêu lên ngay để chống lại. Theo tốc độ của đội quân, điều đó có thể xảy ra. Có bao nhiêu Wester từ Smolensk đến Moscow? Nàng hỏi và quay về phía Rashid. Khoảng 100, cậu trai trả lời sau khi tham khảo nhanh người đánh xe. Trong khi chúng ta còn khoảng 300 để đến cùng thành phố đó. Anh thấy không, Marianne kết luận đắc thắng. Vô ích đi lừa anh, trừ khi đi vòng qua sông Volga, chúng ta không tránh được đội quân vĩ đại. Và còn nữa, ai nói với chúng ta rằng Napoleon sẽ không đi đến St. Petersburg? Điều đó làm em vui lòng hử khi gặp lại ông ta. Hãy thú nhận rằng em muốn gặp lại ông ta, hoàng đế yêu quý của em. Đó không phải là hoàng đế yêu quý của em. Thiếu phụ phản đối một cách khô khan, nhưng dù sao cũng là hoàng đế của em. Và của Sullivan cũng như của Rashid, dù anh có vui hay không, chúng tôi là người Pháp và chúng tôi không có lý do gì để hổ thẹn về điều đó. Thật sao? Đó không phải là điều nên nói. Borarosna Milady, phải biết chọn lựa và tự quyết định. Anh thì anh cần những người Nga và anh không có ý định biến họ thành kẻ thù khi rơi vào tay những kẻ xâm lược đất nước họ. Từ nay chúng ta sẽ đi gấp đôi hoặc gấp ba. Anh muốn đến Moscow trước tên Cox. Anh muốn. Ai cho anh quyền nói như một người chủ? Không có chúng tôi, anh vẫn còn là tù nhân của những người bạn Nga thân thiết. Anh dễ dàng quên họ liên kết chặt chẽ hơn với nước anh. Mà hiện nay đất nước anh đang đánh nhau với những người bạn của bạn anh. Ai nói với anh sao hết rằng những người họ Krylov mà anh tin chắc sẽ tỏ ra thân thiện với anh? Anh chờ đợi một sự giúp đỡ, một chiếc tàu. Có lẽ người ta sẽ đóng cửa trước mũi anh mà không muốn nhận ra anh. Lúc đó anh sẽ làm gì? Anh nhìn nàng giận dữ, bất bình khi nàng dám cho rằng chính anh cũng ngờ vực điều đó. Anh không biết, những điều em nói không thể xảy ra. Nhưng nếu có thì sao? Ôi, em làm anh bực. Chúng ta sẽ thấy, luôn luôn có thể tìm được một chiếc tàu. Nếu cần thì đánh cắp nó. Điều đó trở thành một tật xấu. Tuy nhiên anh phải biết rằng không phải lúc nào cũng làm được. Ngay cả đối với một chủ tàu táo bạo và liều lĩnh như anh. Một lần thôi hãy nghe em ra xong, hãy tỏ ra biết lý lẽ. Chúng ta không có gì phải sợ Napoleon và trái lại có thể đạt được điều ta muốn. Đến thẳng với ngài, em thề với anh rằng trong lời khuyên và câu chuyện của em không có ý đồ đen tối nào. Thật vậy, nàng nói với tiếng cười khẽ cay đắng. Em đã nghĩ rằng chúng ta đã chấm dứt hẳn với câu chuyện xưa cũ này và chúng ta không còn. Chúng ta vẫn còn ở đó khi em vẫn bị ám ảnh vì ham muốn gần như vô thức gặp lại ông ta bằng bất cứ giá nào. Marianne thở dài nặng nề. Nhưng em không bị ám ảnh bởi ham muốn nào cả. Nếu không phải là ra khỏi nơi đây với anh, càng nhanh càng tốt. Chỉ là em đang phải làm cho hoàng đế một việc quan trọng. Một việc lớn để đổi lấy một chiếc tàu nhanh và mạnh nhất ở Danzig. Một chiếc tàu không phải là tàu mượn hoặc một phương tiện qua đường. Nhưng ngài sẽ cho chúng ta, anh nghe không? Nàng đã phóng lao. Giữa những cú liếc mắt cảnh báo của Marianne, lo lắng vì nàng che đậy động cơ của mình, sự tức giận ở Marianne vẫn mạnh nhất, cơn mạnh cũng như nhu cầu xác thịt phải thuyết phục xa xong, không gì có thể ngăn nàng. Nàng phát hiện mình đã nói quá dài thì đã quá trễ, câu hỏi không tránh khỏi đã nối tiếp. Một công việc, xa xong nói với giọng ngờ vực, công việc kiểu nào? Ý định thật tổn thương và nàng suýt ném vào đầu anh rằng chuyện đó không liên quan đến anh.
Nhưng bình tĩnh lại, nàng chỉ điều chỉnh lại lạnh lùng. Việc nào sẽ là câu hỏi tốt hơn? Và nhất là một câu hỏi khách sáo hơn. Nhưng em vẫn sẽ trả lời anh lễ độ nhất có thể, vì tình cảm mà anh biểu lộ như quân dương của em. Em không thể tiết lộ thông tin chính xác mà em mang theo. Chỉ cần biết rằng sự tình cờ đã tiết lộ một mối nguy cơ đang đe dọa không chỉ hoàng đế, mà cả quân đội. Và nàng dừng lại, ra xong phá lên cười, như là một tràng cười không hề có dấu vết của niềm vui. Em sẽ theo anh đến tận Siberia nếu anh muốn. Em đã nói vậy, trong khi thật ra em chỉ có một mục đích, gặp lại Napoleon. Và anh đã tin em, và anh nên tiếp tục tin em, vì em chân thành và vẫn luôn chân thành. Nhưng em không có lý do nào nếu định mệnh cho em khả năng cảnh báo những người thân của em điều đang đe dọa họ, để mà không làm gì cả, và để cho họ bị giam vào một cái bẫy. Có lẽ vậy, dần trán bị chặn ngang với một nếp nhăn cứng đầu, Jason sắp đáp lại suồng sã, thì Sullivan nóng ruột lao vào cứu cô bạn. Đừng ngốc nghếch, Beaufort, ông kêu lên, và đừng tái diễn cách xử sự mà ông sẽ cay đắng tiếc nuối. Không ai trong chúng tôi quên ông không hề thích cách xử sự của hoàng đế đã áp đặt cho ông. Nhưng đừng ương ngạnh quên rằng Napoleon không phải là một cá nhân đơn thuần. Và ông, tôi và chúng ta không thể xử sự với ngài bằng cách lấy quyền lực đáp trả quyền lực và ngang hàng. Tôi ngạc nhiên thấy ông không lấy lý lẽ đó khuyên Marianne, người Mỹ nhạo báng. Tôi không có lý do nào cho rằng cô ấy sai. Trái lại, và nếu ông cho phép, cuộc tranh cãi này có vẻ hoàn toàn không có đối tượng. Ông muốn đến Saint Petersburg và con đường của chúng ta, dù ông cho là thích hợp hay không, cũng không tránh khỏi dẫn chúng ta đến đội quân vĩ đại. Lúc đó Marianne không có quyền gì, sẽ là phản bội, không giao thông tin mà bà ấy đang giữ. Mặt khác, để tâm trí ông được nghỉ ngơi, tôi sẽ nói với ông, nếu điều đó làm ông hài lòng, rằng bà ấy sẽ không gặp Napoleon, là tôi sẽ đến với ngài khi chúng ta ở gần. Tôi sẽ rời ông và chúng ta sẽ gặp nhau sau đó. Nếu ông đồng ý đợi tôi, có lẽ tôi sẽ rất sung sướng để mang về cho ông lệnh có được con tàu mà không còn vấn đề nữa. Ông có hài lòng như vậy không? Jason không trả lời. Khoanh tay, mặt tối sầm, anh nhìn dưới chân mình, cuộn chảy làn sóng của sông Boristan, hồn tráng và xanh biếc về hướng nam. Các lữ khách khi xuống xe, đi vài bước dọc theo sông xuyên qua những ngôi nhà bằng gỗ sơn vừa mới xây dựng lại của thành phố thấp, khu phố thương mại Bodin mà một vụ hỏa hoạn do tai nạn đã phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả các kho bãi và nhà thờ. Do năm ngoái, phía trên họ, trên một dạng truyền dốc chế ngựa cảng, một dải đất hẹp giữa khu phố và dòng sông, thành phố trên cao khép kín trong những bức tường thành thời Trung Cổ, sừng sững mái dòm màu xanh lam và vàng ống. Những tu viện giàu có, các cung điện theo kiểu xưa bằng gỗ hoàng dương sơn nhiều màu dữ dội. Trước lữ quán hình tròn là trạm xe, người đánh xe tháo yên ngựa. Sự im lặng của Jason kéo dài chính là Craig O'Flaherty có lẽ sốt ruột. Tự mình trả lời, vỗ vào lưng thuyền trưởng một cú hích thân ái. Đủ xô anh xuống sông, ông cười với Sullivan thật vui tươi và tán đồng. Ông ấy mà không hài lòng thì quạt họ tin rồi. Ông nói như sách vậy, tự tước, và ông có thiên tài đưa ra những giải pháp dễ chịu cho mọi người. Bây giờ nếu ông tin tôi, chúng ta sẽ lấy cái lòng gà này nhân danh lữ quan và tìm xem có gì ăn không. Tôi có thể nhai cả một con ngựa. Jason theo các bạn đồng hành không nói gì cả, nhưng Marianne có cảm giác anh không bị thuyết phục. Thậm chí nàng còn chắc rằng sau bữa ăn, điều tốt nhất có lẽ họ sẽ làm từ khi lên đường, bao gồm món súp rau cải, xúc xích dài, cơm pasta và bánh pate varaniki rất đường ngọt và kem chua rất ngọt và nhẹ. Tưởng cô biển sau khi đứng dậy khỏi bàn tuyên bố bằng giọng khô khốc rằng phải dội đi ngủ vì họ sẽ rời thành phố vào 4 giờ sáng. Đó là tuyên bố rõ ý định thử bằng mọi cách vượt qua đội quân vĩ đại thật nhanh và không ai bị đánh lừa. Marianne thì còn ít hơn những người khác vì tối hôm đó nàng chờ đợi hoài công người tình. Dư tượng thanh không tránh được. Lần này biểu hiện dĩ thanh cũng không tránh khỏi là Vladimir. Cánh cửa buồng hẹp còn nấn ná mùi dầu và bắp cải không mở ra với bàn tay của Jason. Mệt gì lăn qua lăn lại trên nệm như thanh Laurel trên dĩ sắt. Thiếu phụ cuối cùng đứng dậy nhưng còn ngần ngại về điều mà nàng định làm. Nàng ghét ý định tạo nên giữa họ một hiểu lầm mới.
Cuộc cãi giả này thật ngu ngốc như bao cuộc cãi giả của những người yêu nhau, mỗi người ở một đầu đường những môn dương cao hơn người kia. Nhưng với tính tình ngoan cố của Jason, có sự cứng đầu có thể đi đến mù quáng đến mức ngu ngốc. Điều này có thể kéo dài lâu, và ý nghĩ đó thì Marianne cũng không thể chịu nổi. Chuyến đi đã đủ khổ sở rồi. Nàng đi vòng vòng một lúc trong phòng, giữa cánh cửa thấp và cửa sổ mở rộng hết mức, vì hơi nóng vẫn hầm hập dù đêm xuống. Ý muốn gặp lại Jason nuốt chửng nàng. Sau hết, chính đề nghị của nàng đã chĩa thẳng vào Smolensk, đã làm nổ ra cuộc cãi giả, và có lẽ bình thường khi nàng phải là người đầu tiên đi làm quà. Nhưng để làm điều đó, phải dập tắt niềm kiêu hãnh đang dâng lên trong một Marianne khúm núm đi tìm Jason trong căn phòng mà anh ở chung với Sullivan. Điều này cũng không trầm trọng lắm. Hay với Craig, chuyện này phiền toái hơn, và kéo anh ra khỏi giường để đưa anh vào phòng nàng và chiếm lại con mèo đực của mình. Tranh đấu với chính mình, Marianne nấn ná trước cửa sổ đang đóng khung dòng sông và bờ sông, phẳng lặng và thấp. Dưới trăng, dòng sông Boristan cuộn chảy như làn sóng thủy ngân và lao sảy bên bờ, vẽ bằng màu đen sâu thẳm như cây cỏ Trung Hoa tinh tế nào đó, dệt ra bằng mực tàu. Những chiếc thuyền buông to, ngủ bên cạnh nhau, có lẽ mơ về những vùng biển xa xăm và thần kỳ mà chúng không bao giờ tới, như chim Maria đang mơ về châu Mỹ. Vào giờ này, dường như càng lúc càng xa trong sương mù vô vọng. Nàng sắp quyết định xuống đến bờ nước để tìm chút hơi mát và xoa dịu cơn sốt đang thiêu cháy nàng. Và nàng bắt đầu mặc đồ mà không rời mắt khỏi dòng sông, thì bỗng nàng thấy con người mà nàng đang bận tâm. Hai tay chắp sau lưng, trong cử chỉ quen thuộc mà anh luôn có trên bon tàu, Jason chậm chậm bước xuống phía mặt nước lấp lánh, và Marianne thình lình dịu lại mỉm cười, sung sướng nhận thấy anh cũng không thể ngủ được. Nàng cảm thấy tràn đầy âu yếm khi nghĩ rằng anh cũng chiến đấu như nàng với lòng kiêu hãnh. Jason luôn cảm thấy khó khăn để thoát ra khỏi tình hình tương tự. Marianne không khó nhọc gì, chứng tỏ chút quỷ lị để đưa anh về. Nàng sắp lao ra ngoài phòng thì thinh linh nàng chợt thấy Sankala. Rõ ràng cô gái Zigan đi theo Jason, không tạo tiếng động như một con mèo. Trên chân trần, cô ta nhảy chồm lên nhẹ như một linh hồn ban đêm theo dấu người đàn ông đang thu hút cô ta, và không ngờ có sự hiện diện của nàng. Trong bóng tối của căn phòng, Marianne cảm thấy đôi má đỏ bừng và một cơn giận đột ngột thúc đẩy. Nàng đã quá chán người đàn bà này. Sự có mặt của cô ta tuy là câm lặng vì cô ta không trao đổi với nàng lời nào, đè nặng lên nàng như một cơn ác mộng. Suốt những chặng đường dài cùng ngồi trong chiếc xe Kibica chật hẹp, đôi mặt đen của cô gái Sigan chỉ có hai quan tâm: dải băng trắng của con đường mà cô ta lục lọi hàng giờ không mệt mỏi, như thể cô ta phát hiện điều gì đó, và xa xôi mà đôi khi cô ta quay lại mỉm cười trong đáy mắt. Cảm giác mà nàng có khi đánh hơi đôi môi đỏ và cái lưỡi nhọn khi Maria muốn đánh cô ta. Đi tiếp cuộc đi dạo chậm chậm, ra dòng biên mất sau một đống thân cây, sau một bãi cát sỏi trải dài đến tận bờ nước. Ở Kiev thật vậy, thảo nguyên dừng hẳn để nhường chỗ cho cánh rừng lớn và những sản phẩm của rừng trồng chất bên bờ nước, đưa chúng về phương Nam. Nhưng thay vì tiếp tục đi theo xa sông, Sankala đổi hướng. Cô ta chọn một con đường song song đi qua trước đống gỗ, và Marianne vẫn đầm đầm quan sát cô ta, thay cô ta vừa đi vừa chạy về phía triền dốc nơi bắt đầu cản sóng. Chiến thuật của cô gái Zigan rất rõ, cô ta chọn đón đầu ra sông, không ở đó lâu hơn và bị thúc đẩy vì một sự hiếu kỳ mà nàng không thể chế ngự. Đến lượt mình, Marianne rời lữ quán và lao về sông. Một cơn ghen bản năng nguyên sơ đã thúc đẩy nàng theo dâu ra sông. Một cơn ghen mà nàng không thể giải thích hay xác định. Nhưng nàng chỉ biết một điều, nàng muốn thấy Jason sẽ xử sự như thế nào khi một mình đối diện với người đàn bà không hề giấu ham muốn quyến rũ anh. Khi nàng đến bờ nước sau đống gỗ đầu tiên, nàng không thấy gì cả. Dòng sông uốn cong nhẹ phía bên kia đường cong đó, không thể nhìn thấy gì. Những bước chân nàng không gây nên tiếng động trên cát cứng, và nàng bắt đầu chạy. Nhưng khi nàng đến khúc quanh của bờ sông, nàng nén lại một tiếng kêu bằng nắm tay mà nàng cắn mạnh và lao người vào bóng đêm dày đặc giữa hai khúc củi. Jason đang đứng đó cách nàng vài bước chân, quay lưng về phía nàng và đứng trước mặt anh. Sankala,
Shankala vừa để rơi chiếc áo và hoàn toàn khỏa thân, đứng trước mặt anh, trông anh sang trăng. Cổ họng Maria bỗng khô khốc, còn quỷ cái có một vẻ đẹp đáng gờm. Cô ta có vẻ dưới ánh sáng trăng chát bạc, là mái tóc nâu như một nàng tiên cá từ dòng sông lấp lánh mà cô ta như mới nhô lên và cắn người ra. Đôi cánh tay buông thõng dọc tâm thân mảnh mai, bàn tay mở rộng, đầu nhẹ ngửa ra sau và mắt khép hờ. Cô ta không nhúc nhích, có lẽ thích để vẻ quyến rũ gợi cảm để quyền lực như chạm tới được của mình hành động. Chỉ hơi thở của cô ta hơi hổn hển, nâng lên hạ xuống nhịp nhàng hai quả cầu nặng như hoàn hảo của bầu ngực nhón. Lộ lộ ham muốn mà cô ta cảm nhận với người đàn ông đang nhìn mình. Thái độ của cô ta giống hệt như pho tượng của Dona Lucinda ở ngôi đền trong biệt thự Santana, và Marianne tưởng thay lại tượng đó, suýt kêu lên. Jason cũng có vẻ biến thành tượng. Từ chỗ nắp, Marianne không thể thấy biểu hiện trên mặt anh, như sự bất động hoàn toàn mà anh giữ đã để lộ rõ một kiểu mê hoặc trục cạn hơi sinh lực. Những tia chớp đó trước mắt, Marianne phải tựa vào thân cây xù xì, không thể rời mắt khỏi bức tranh làm nàng chao đảo và mong chìm đắm vào nước sâu, nếu ra sông gục ngã trước cám dỗ. Sự im lặng đó, sự bất động đó dường như kéo dài miên diễn. Thình lình Shankara động đậy, cô ta tiến một bước về phía xa sông, rồi một bước nữa. Đôi mắt cô ta lấp lánh và Marianne bị giày vò, ấn móng tay vào lòng bàn tay. Hơi thở hổn hển của người đàn bà đó ngập tai nàng như một cơn giông tố. Cô ta tiến lại gần con người không thể quyết định cử động. Một bước và rồi một bước nữa, cô ta sắp chạm vào anh, dán anh vào cái thân hình đó mà ngay cả một bước chân cũng có gợn sóng tình ái. Miệng cô ta hé mở cho thấy những cái răng nhỏ và nhọn của thú ăn thịt. Maria anh hoảng hốt muốn la lên, nhưng không có âm thanh nào ra khỏi cổ họng bị co cứng cơ vì bị khủng hoảng thật sự. Trong một giây, tình yêu của đời nàng sẽ đổ sụp dưới chân cô ta như một vị thần có chân bằng đất sét. Nhưng xa xong vừa lùi lại, tay em dương ra chạm vào vai người đàn bà và ngăn cô ta lại. Không, anh chỉ nói vậy. Rồi với một cái nhún vai, anh ta quay lưng và sải bước nhanh rời xa về hướng lữ quán, không thấy Marianne trong góc tối của mình, bám vào đống củi như cản sức. Nhưng có một sự nhẹ nhõm xâm chiêm đột ngột đến mức nàng suýt ngất xỉu. Một lúc lâu nàng vẫn ở đó, trán đẫm mồ hôi, mắt nhắm, lắng nghe tiếng tim đập như trống trận. Khi nàng mở mắt ra, bờ sông thật hoang vắng, khiến nàng tự hỏi một lát liệu nàng có phải là đồ chơi của một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn chăm chú hơn, có vẻ nàng phân biệt được đằng kia ở đoạn đầu của triền dốc một cái bóng đang chảy xa dần. Lúc đó đến lượt mình, nàng trở lại lữ quán, đôi chân nàng run lên và nàng vô cùng khó nhọc mới leo lên cầu thang dốc đứng bằng gỗ đưa đến phòng. Lên cao nàng phải dừng lại một lúc để lấy hơi và lê bước hơn là đi về phía cánh cửa mà nàng đẩy ra. Em ở đâu về vậy? Giọng nói rõ của Jason cất lên. Anh đứng đó trên một dũng màu trắng do ánh trăng rót vào. Đối với nàng, anh thật mênh mông và an toàn như một ngọn hải đăng trong bão. Chưa bao giờ nàng cận anh như lúc này. Giơ một tiếng rên, nàng ngã vào ngực anh, rung động vì những tiếng khóc nức nở cuốn đi như ngọn thác những nỗi sợ mà nàng vừa có. Anh để nàng khóc một lúc không nói gì, chỉ ru nàng như một đứa bé và nhẹ vuốt mái tóc rối của nàng. Rồi khi cơn sốc đã dịu đi, anh nâng cằm nàng và ôm gương mặt đẫm lệ. Đồ ngốc, anh chỉ nói vậy, làm như anh có thể thèm muốn một người khác ngoài em. Một giờ sau, Marianne ngủ thiếp đi, được cắt đứt và su em với ý nghĩ dễ chịu rằng sau khi thất bại, Shankala sẽ từ bỏ trò chơi và cuối cùng quyết định rời các bạn đồng hành. Nàng đã thấy cô ta trốn chạy về phía bờ dốc, có lẽ không có hy vọng quay lại. Nhưng vào rạng sáng khi mọi người gặp lại nhau bên cạnh chiếc Kibita có cán, có một người bánh xe mới thắng những con ngựa mới, cô gái Sigan cũng điềm tĩnh và xa vắng như không có chuyện gì xảy ra. Đến gặp họ và không nói một lời, lên ngồi cạnh Rashid trên ghế. Và Marianne nén lại tiếng thở dài thất vọng, phải đành chịu để tự an ủi khi bước qua xa sông. Shankala không hề nhìn anh.
Đó là một niềm an ủi rất mong manh vì tối đến khi họ đến trạm Darnica giữa một khu rừng đầy thông thơm ngát. Thiêu phụ không thể ngăn mình kêu rên Rashid ra. Mối quan hệ giữa cậu trai và cô gái Sigan không hề cải thiện từ ngôi làng bên bờ sông Kodima, nhưng con người dữ tợn dù sao đã trao đổi vài lời với anh chồng hờ. Chúng ta phải chịu đựng Sankala đến lúc nào kia chứ? Nàng hỏi cậu, tại sao cô ta lại ở với chúng ta? Nhóm chúng ta làm cô ta buồn chán thấy rõ. Vậy thì tại sao cô ta cứ đi theo chúng ta? Cô ta không đi theo chúng ta, tiểu thư Marianne. Ít ra không như cô nghĩ. À không, vậy thì cô ta làm gì? Ta đi săn. Cô ta săn? Ta không thấy con mồi nào ngoài ông Beaufort. Dĩ nhiên, Marianne nói, không thể kềm nén cơn hờn giận. Nàng chờ cậu ta suy nghĩ cho đủ, nhưng Rashid dần trang lo âu lắc đầu. Em đã nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Ôi, dĩ nhiên, nếu cô ta ngoạm vào đó, cô ta vừa có lợi vừa dễ chịu. Có lợi, càng lúc ta càng ít hiểu hơn. Cô sẽ hiểu điều mà Sankala săn tìm là sự trả thù. Cô ta không đi theo chúng ta. Cô ta theo người đàn ông đã đuổi mình và giao cho những người đàn bà giận dữ trong làng. Cô ta thề rằng sẽ giết hắn và cô ta hy vọng. Em nghĩ khi quyên rũ thuyền trưởng Beaufort để biến ông ấy thành công cụ trả thù, thuyết phục ông ấy giết người chồng đầu tiên. Marianne nhún vai sốt ruột. Thật điên rồ, làm sao cô ta hy vọng tìm lại người đàn ông đó trong một đất nước và dân chúng mênh mông này? Còn ít phức tạp hơn nữa, anh chàng Cossack trong hoạt đơn tên Nikita lên đường đánh nhau với người Pháp. Chúng ta đi cùng đường với anh ta và điều đó cô ta biết, cho nên ở mỗi trạm dừng cô ta tìm thông tin về đường đi của đội quân. Hơn nữa cô ta biết rõ Nikita muốn gì và anh ta muốn gì. Hắn giải trở nên nổi tiếng, giàu, hùng mạnh, quý tộc. Rashid, Marianne sốt ruột ngắt lời. Nếu cậu không chịu nói rõ hơn, chúng tôi sẽ giận nhau đấy. Cậu nói toàn chuyện tầm phào. Cậu trai liền lao vào một giảng chuyện thần tiên. Cậu giải thích làm sao một thời gian trước đó một tin tức thần kỳ đã lan khắp thảo nguyên và khu rừng với tốc độ thuộc súng chai. Ba tướng Plato chỉ huy đội lính Cossack sông Đông cũng đầy quyền thoại, nay là người chỉ huy của họ, đã hứa như trong những câu chuyện kim hiệp xưa kia, trao bàn tay con gái ông ta cho người lính Cossack nào, bất kỳ ai mang đến cho ông ta cái đầu của Napoleon. Vì thế trong các làng Cossack, cơn sốt dâng lên và những người đàn ông không có vợ liền nổi lên để đáp lời vị đại tư lệnh, cũng như hy vọng chim giải thưởng thần kỳ đó. Họ đánh bóng vũ khí, thắng yên cương gỗ trang hoàng, gia cụ cho ngựa, mang ổn vào, vài người trong cơn điên còn kín đáo ít nhiều thanh toan những người vợ bỗng trở nên dướng díu. Chồng của Sankala thuộc nhóm đó, Rashid kết luận. Anh ta cho rằng chắc chắn sẽ chiếm được con gái của lãnh chúa. Nhưng từ đâu mà anh chắc chắn như vậy thì đừng hỏi em. Sankala cũng không bê. Tử phủ còn điên sồ hơn các đồng đội của anh ta. Marianne kêu lên ghê tởm, bỗng mang sợ đó không ngờ gì hết. Cái đầu của hoàng đế, tôi hỏi cậu một chút. Nhưng Rashid, nàng nói thêm đột ngột đổi giọng. Có phải điều đó có nghĩa là người đàn bà này vô tội khi người ta muốn dìm chết cô ta? Cá nhân tôi thật khó tin. Rõ ràng Rashid cũng vậy, hất mũ trùm ra phía sau, cậu ta bắt đầu dò roi mô tóc, xương màu hung và đông đưa hết chân này đến chân khác, rồi dục ma còn dấu vết móng tay của cô gái Sigan, còn nhẹ nhẹ. Đó là một chủ đề mà chúng ta đã không đề cập đến, cậu nói. Người ta không bao giờ biết hạng giống cai đó có thể phản ứng như thế nào. Cô ta chỉ nói với em là Nikita, khi ngọn lửa đam mê đầu tiên đã tắt, không còn quan tâm đến cô ấy và xử tệ với cô ta như nô tỳ, để cho mẹ anh ta vui lòng. Thật ra nếu đó là thật và nếu cô ta đã lừa hắn, thì chỉ vì hắn đáng bị như thế. Theo em, hạng đó không có gì trong bụng. À phải, vậy thì không phải đó là lý do để xem. Và nếu em muốn chúng ta tiếp tục là bạn tốt, Rashid Hannibal Bios, ta khuyên em nên tranh làm hiệu sĩ phục vụ và là công cụ trả thù cho Sankala. Đồng ý rằng em còn sống sót khi phiêu lưu, ta tự hỏi làm sao bà nội em, bà thợ giặt đường Raven khi nhận ra bản chất của cô cháu dâu. Ôi, em biết bà nội đặt hai ngón tay như mỗi cô ta, dạng như hai cái sừng, rồi bà đi tìm cha sư để rải nước thánh lên cô ta. Sau đó bà sẽ tống bọn em ra khỏi cửa. Đừng sợ tiểu thư Marianne, em không hề muốn hạ thấp các cơ hội để tìm lại đường mong tọt ơi. Và dinh thự đường liên của cô. Sờ vào chiếc mũ, cậu
cậu lán ra xa để giúp người đánh xe thắng xe, thì Marianne ấn tượng vì giọng điệu phong tung của những lời nói sau cùng, gọi cậu lại. Rashid, em có nghĩ rằng khi cố gặp hoàng đế, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn? Không phải vì chúng ta cố gắng gặp ngài, mà vì khi ngài đánh nhau, ngài không bao giờ làm gì nớp dời. Và khi chúng ta đi, kẹt giữa bua và đe, và những viên đạn lạc cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Nhưng mình sẽ làm hết sức, phải không? Và Rashid, quýt sáo sai lệch hơn bao giờ hết. Bài ca chiến trận mà cậu thích nhất, người ta sẽ chọc sườn chung. Và đi làm cái nghề bình thường là đánh xe, để lại Marianne dự nhận suy nghĩ của cậu.